Em Ri xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì em Ri đang có mặt trên đoạn đường chỗ gốc đường An Bình đây. Thì khu vực này có một cái ngôi chợ rất là nổi tiếng, đó là chợ Hòa Bình. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì em Ri sẽ mời gia đình chúng ta ha đi dạo xung quanh chợ Hòa Bình, xem tình hình ở đây thì cuối quý 1 rồi, năm 2024 rồi, gia đình chúng ta thấy bây giờ là cuối tháng 3 rồi, thì không biết là tình hình kinh doanh buôn bán của bà con ở đây như thế nào ha. Mình sẽ đi xung quanh đây. Chợ Hòa Bình thì từ cái mặt Vân này luôn, kéo dài luôn, ở đây thì rìa chợ thôi, nhưng mà thấy đây thì cũng có cái sạp hàng này, buôn bán rau củ đồ rất nhiều ha. Cái nhà mình thấy đó, đó thì coi như là xung quanh chợ thì luôn luôn luôn, những cái ngôi chợ mà lớn thì xung quanh hàng kinh doanh buôn bán tất cả các mặt hàng người ta ăn theo rất là nhiều. Chính vì vậy mà mình thấy là gần như trong nhà lòng chợ thì một phần, nhưng mà xung quanh dòng nhà lòng chợ thì chúng ta thấy là rất là đông luôn ha, bán rất là nhiều. Ở đây thì cũng có một cái sạp rau củ nữa nè, đó mình thấy đó, nhưng mà gần như luôn ha. Buổi sáng thì bây giờ đồng hồ của em Ri là 8:25 rồi, nhưng mà không thấy nhiều khách ha. Rất là ít luôn. Xung quanh cái ven chợ này không biết là xích lên trên thì sẽ như thế nào. Đó thì mình thấy đó, tình hình gọi là khá là ảm đạm trong những cái gọi là tháng đầu năm quý 1 năm 2024 này, thì tình hình kinh doanh của bà con thì chỉ có một điều là chậm thôi ha. Đây là gốc Mạc Vân với Trần Tuấn Khải đây. Đó thì cả nhà mình thấy đó, buôn bán vô này thì sầm uất rồi, gần như là hai bên đường bán từ ở trong nhà, rỉa hè rồi kể cả lề đường, lòng đường luôn, rất là đông đây. Nhưng mà tình hình kinh doanh thì mình thấy đó, gần như là khách rất là ít. Để đi sẽ chạy sẽ lên trên nữa ha, cho gia đình chúng ta thấy là ở đây thì bà con buôn bán như thế nào. Đó, thấy quá trời luôn, nhìn ngút ngàn luôn ha. Đây, quá trời cái sạp thịt heo nè, thịt heo khủng khiếp luôn nè. Mình thấy là sáng rồi đó, 8:30 rồi mà cái sạp thịt heo như là còn nguyên hết trơn nè. Kinh doanh giờ thì khó khăn quá ha, rất là chậm luôn. Nó buôn bán chỗ này thì phải nói là khá là buồn đó. Nhìn tất cả các xe hàng hóa của bà con thì gần như là cháy cây rồi, còn như nguyên hết trơn, nguyên những gỗ đầy hết. Như là sáng thì dọn ra, rồi trưa thì dọn vô thôi. Tình hình chung bây giờ mình thấy kinh doanh buôn bán khá là chậm luôn ha, rất là buồn cho những cái hoàn cảnh kinh doanh như thế này. Đây chợ Hòa Bình thì quá nổi tiếng rồi, mình thấy những cái xe bán hàng nè, xoài là 10.000 một ký thôi, 10k thôi, giá quá rẻ quá mềm luôn, không có thấy khách mua. Mà vô chợ mình đi nguyên đoạn này mình thấy nè, nhìn xa thì thấy nó đông người, còn vô đây thì thấy vắng khủng khiếp như thế này đấy. Nhìn tình hình kinh doanh buôn bán gì thì không biết sao nữa, bà con trụ nổi nữa, vắng quá trời vắng đó ha, quá trời luôn rồi, rất là chậm. Tình hình chỗ này thì gọi là mệt rồi chứ không phải là mệt bình thường nữa, mà đây là mệt dữ luôn đó. Thì thất nghiệp thì bây giờ coi như là tràn lan, phá sản thì khắp nơi, cho nên là việc làm bây giờ rất là hiếm, rất là khó khăn. Xin việc vài thì không được, thì dần dần người ta sẽ ra chợ đấy, ra thuê một cái chỗ ta bán chè, bán xôi, bán trái cây, bán rau củ quả đó, thì lây lớt qua ngày thôi. Mà mặc dù biết chợ vắng rồi mà việc làm bây giờ là xin không được, rồi ngồi ở nhà hoài thì cũng chết, cho nên là cũng gán bươn chảy ra. Mình thấy đó, đi một vòng mình thấy nó vắng quá trời vắng luôn ha, rất là vắng luôn chứ không phải vắng bình thường nữa, te tua tơi tả bớt xe lớp luôn. Trời ơi, ai mà ngờ chợ truyền thống chợ Hòa Bình là một trong những ngôi chợ rất là sầm uất của khu vực quận 5 rồi, gọi là quá trời luôn á, mà bây giờ mình thấy đó coi như là te tua tơi tả luôn ha. Thì có gia đình chúng ta nghe tiếng thú không? Tiếng thú là của mấy anh gọi là trật tự đô thị ha, mấy anh gọi là thú để cho bà con dọn hàng lại gọn đi đó. Thì lâu lâu thì mấy anh cũng phải đi một vòng để mà dọn hàng lại lòng lề đường lại cho gọn bớt đó. Mình thấy nè, bà con chạy nè, ai cũng ghinh dù rồi vô nè, quá trời luôn rồi. Chợ đã vắng nè, rồi thêm cái tình hình nữa thì đó, làm cho bà con về khu vực này nè, ai cũng dọn vô hàng nè, lập chụp là lấy vô hết trơn luôn.
tội không, cho nên mình thấy đó, bán thì rất là cực luôn, kiếm gọi là từng đồng qua ngày rồi, mà bây giờ là cũng phải là chịu trận thôi, tại vì chợ thì cũng phải làm sao cho nó đẹp, nó văn minh, văn hóa, đường thì cũng phải rộng, thông thoáng, cho nên là nhiều khi là các anh cũng thông cảm cho cuộc sống bà con khó khăn, mà trách nhiệm cũng phải làm, phải dọn cho đường nó thông thoáng lại, để nhìn cái chợ cho nó đẹp một chút ha, cho người ta có cảm tình với chợ, chứ vào chợ mà bán lấn đường đi nhiều quá, không có đường đi thì nhìn nó cũng là bớt bát, nó làm xấu đi cái hình ảnh ở chợ. Đây là kéo vô lề rất là nhiều ha, nghe tiếng thú là cái ảnh bật còi, ảnh báo động, coi như là cũng tạo cuộc sống cho bà con, chứ không phải là cướp đi chén cơm của bà con, thì để cho bà con gọi là làm gọn lại thôi, chứ cách đây thì các anh không bắt, chừng nào mà người nào mà gọi là ngoan cố quá thì các anh mới gọi là xử lý thôi. Nó sáng mình thấy đây nè, quá trời luôn, những cái sạch thạch thấy rần rần luôn ha, đầy nhóc cái chân luôn, coi như là sáng giờ có bán được gì đâu, rất là chậm luôn, quá trời chậm. Nhìn những cái hoàn cảnh này gia đình mới thấy nè, bây giờ kinh doanh thì khó khăn trăm bề luôn ha, te tua tơi tả hết trơn nè, rồi cá nè, rồi tôm nè, đầy hết trơn, tất cả các mặt hàng gần như là sáng thì bán quá trời bán luôn. Cái cây mà thấy đó, rồi chất cũng đóng 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 gì đó thì làm rất là đẹp ha, mà từ mâm lên rất là đẹp luôn, nhưng mà khách thì không biết đi đâu hết trơn rồi. Hiện tại đó mình thấy đó rất là vắng khách luôn ha. Đó thì từ cái đường mà gọi là ta chòm ra giữa đường đã bán đó. Sau cái tiếng còi hú của các anh trật tự đô thị thì coi như là chính giữa lòng đường đã được trả lại một phần rồi nè, đường nó thông thoáng hơn đó. Nhưng mà khách mình thấy đó, quá trời người bán luôn, trùng trùng điệp điệp luôn, đi đâu cũng thấy người bán hết trơn, từ ở trong ra ngoài, từ ngoài ra tới một chút ngoài đường luôn nè. Mà người mua thì lưa lưa đớt đớt có vài người thì làm sao bán được đó, mình thấy rất là chậm ha, rau cũ luôn mình thấy là chất đóng hết trơn nè. Mà người mua bây giờ thì nhỏ giọt le hoe quá trời luôn, thấy những cái hoàn cảnh này thì gọi là chậm, mà chậm dữ luôn chứ không phải chậm bình thường nữa. Đó thì đi một vòng gia đình chúng ta mới thấy được là cuộc sống kinh doanh buôn bán của bà con bây giờ thì te tua tơi tả ha, chậm chậm dữ luôn rồi đó. Những cái sạp mà thịt rồi thấy giờ này còn nguyên hết trơn mà không bán được gì hết trơn. Đây nè, mình thấy nè, đây là bán đồ mà chất đóng hết trơn mà vẫn không được nữa đó, quá trời, thấy tội cho mấy anh quá đó. Đây người ta dọn ha, dọn nhưng mà cá thịt rau củ rồi quá trời luôn, thịt bò rồi trời ơi quá trời luôn, còn nguyên đống đống mâm mâm nè, quá trời luôn nè đó, mình thấy đó khủng khiếp luôn, rau củ luôn nè. Kiểu này thì thật sự mà nói giai đoạn này á, người đi chợ thì quá trời ít luôn, không biết là bây giờ cái nhu cầu ăn là nhu cầu chính yếu mà. Nhưng mà cả nhà mình thấy đó, ra chợ này bán phải đóng thuế phí rất là nhiều, đủ thứ hết, cho nên là bây giờ cũng có nhiều người nó chọn cái phương án đó, là chạy cái xe đẩy xe kéo, nó kéo vòng vòng người ta bán, rồi đầu hẻm cũng có người bán, cuối hẻm cũng có người bán, thậm chí giữa hẻm cũng có người bán luôn, rồi ngồi ở nhà thôi, không cần đi đâu ấy, có người mà chất đồ trong xe ta chạy vòng vòng đang ra người ta bán luôn, cho nên là không cần thiết ha. Không cần thiết phải đi chợ nếu mà không có nấu ăn nhiều quá. Đây cũng là một cái tình trạng mà làm cho chợ truyền thống thì càng ngày càng vắng và ế rất là nhiều. Nhưng mà một cái nghịch lý là càng ế càng ít khách thì lại có càng nhiều người ra bán. Lý do là bây giờ là cuộc sống khó khăn, việc làm thì khan hiếm đó, thì đi một vòng hoài xin việc không được thì bắt buộc thôi, phải bươn chải, phải vùng vẫy để mà có một cái việc làm gọi là lây lất qua ngày, thì họ sẽ chọn một cách là thuê một cái chỗ đó, cái dù đồ nhỏ nhỏ đó, để mà bán. Thấy khó khăn không, cuộc sống của bà con đây là tơi tả tả tơi luôn rồi, quá trời luôn ha. Đó mình đi mình mới thấy được là bây giờ gọi là bớt xì lết luôn, rất là chậm. Kinh doanh chỗ này thì không biết phải như thế nào nữa, mình thấy là đi một vòng chợ mà quá buồn rồi, buồn dữ luôn chứ không phải buồn bình thường rồi. Những tiệm vàng bây giờ đắp chiếu hết trơn rồi đó, xung quanh đây chỗ bãi giữ xe đây mình thấy đó, thì te tua tơi tả bớt xì lết hết, tình hình quá trời chậm. Càng đi thì gia đình chúng ta càng thấy là cái công việc buôn bán của bà con gọi là rất là gọi là khó khăn ha, trong cái giai đoạn này. Lúc trước thì gần gần
bán từ sáng tới chiều, bán không nghỉ tay. Còn bây giờ mình thấy đó, có bán được gì đâu, toàn là thấy người bán không à, còn người mua bây giờ không biết đi đâu hết trơn. Leo he có vài người à, mà cái chợ đó, mình đếm sơ sơ thôi, ở trong nhà lòng chợ này ở ngoài thì đâu đó đó thì cũng vài ngàn, gọi là 5-3 ngàn là cái gian hàng rồi, 5-3 ngàn người bán rồi, mình thấy đó. Mà bây giờ thì khách thì leo he thôi, 5-3 ngàn người bán, mà khách một vài trăm người như vậy thì mình thấy đó, vài 300 người như vậy đó, thì tỷ lệ quá khủng khiếp, giống như 100 người bán cho người đó, 100 người bán cho 10 người thì làm sao mà đủ sống luôn, không khó khăn quá trời luôn. Mình chú bán nguyên cái sạp bự luôn đó, mình thấy đó. Ở đây thì vòng vòng đi mình thấy đó. Đây có một cái doanh nghiệp vàng bên đây này, nó cũng đóng cửa rồi đó, kinh doanh giờ trụ không nổi nữa ha, Kim Minh ha, tiệm vàng thì cũng phải đóng cửa bỏ chạy rồi đó. Thời buổi thì kinh tế khó khăn, trước cổng chợ Hòa Bình đấy mình thấy quá trời bớt xe lớp luôn, rất là chậm đó. Đi một vòng để gia đình chúng ta cảm nhận được là cuộc sống của bà con bây giờ coi như là te tua tơi tả luôn rồi đó. Nhìn một vòng mình thấy nè, đâu có khách gì đâu đó. Dừng lại để gia đình chúng ta thấy luôn, xung quanh đây là người bán hàng gần như là chỉ ngồi chơi thôi đó, không có khách gì hết trơn mà để bán. Còn là người chạy xe qua chạy xe lại không, mình nhìn thấy vậy đó. Rồi sao bán đi, sáng thì ngồi tới trưa, trưa ngồi tới chiều, rồi xong rồi lại gọi là đi về thôi, dọn hàng rồi về thôi, chứ có bán gì đâu đấy. Mình thấy nó rất là khó khăn ha. Nhìn cuộc sống của này mình mới thấy được là te tua tơi tả bớt xe lết hết trơn ngay cổng chợ này. Nhìn gọi là buồn rười luôn, ngay chợ Hòa Bình thấy ha, quá trời luôn này. Buôn bán mà kiểu này mà thấy đó, ngay chợ mà lớn mình nhìn thấy xe cũng đông ha, rần rần người chạy qua chạy lại, nhưng mà khi mình dừng lại mình cảm nhận thì mình thấy đâu có khách gì đâu đó, rất là chậm luôn đó. Dừng lại mình mới thấy, còn đi trên đường mình thấy vẫn có xe chạy qua chạy lại đúng không, nhưng mà người mua thì không biết ở đâu mất tiêu hết trơn rồi. Toàn là thấy là người đi dạo chợ là nhiều, mà thật sự mà nói luôn, sáng bây giờ cũng chạy đảo một vòng rồi coi cái gì rẻ thì mua ăn tạm qua ngày thôi, chứ giờ mà vô mà mua gọi là như lúc trước, thích thì mua, hứng thì mua, không cần thiết cũng mua, gọi là mua cho đã tay mà, tiền bao la luôn mà. Thì bây giờ thì đâu có dám làm như vậy nữa. Mình thấy nè, ngay chỗ ngã tư ha, cái đậu là ngay chỗ ngã tư Bạch Vân với Bùi Hữu Nghĩa đó. Đó, mình thấy ngay chỗ ngã tư này đây, ngay ngã tư mình mới thấy được nè, khó khăn trăm bề luôn ha. Đó thì người đi qua đi lại không à, mình thấy đâu có ai mà ghé vô mua gì đâu đó. Đi xây nè, xây vòng cho gia đình chúng ta thấy đó, quá trời bán luôn ha. Nhưng mà gần như luôn tất cả là đi qua đi lại không à, không có ai mua gì hết trơn, không thấy người ghé vào mua luôn mà rất là chậm. Tình hình như thế này thì kinh doanh gọi là bớt xe lết luôn rồi, quá trời chậm luôn, rất tội cho bà con. Để đi xe chạy xích lên ha, chạy qua khỏi ngã tư này luôn, để gia đình chúng ta thấy được là bây giờ thì những cái bà con tiểu thương trong chợ người ta có bán được cái gì không đó. Mình chạy mình đi nè, thấy mình nhìn nè, đường đó thì cũng xe chạy qua chạy lại, nhưng mà người dừng lại để mua để mà chốt hàng gần như là rất khó khăn đó, tìm hoài mà không thấy luôn đó. Đây đó, chả nhà mình thấy không đó, hình như là người bán hàng ngồi chơi hết, ghi chạy hoài chạy lướt qua thì nhiều khi gia đình không cảm nhận là vậy thì bà con cuối cuộc là có bán được hay không. Thì bây giờ đi sẽ dừng lại đó, để cho gia đình mình thấy được là có ai bán được gì không, để đi nhóm xe xích lên, kẹt xe người ta ha, đó, đi sẽ nhóm xích lên cho gia đình chúng ta thấy nè. Đó thì kinh doanh buôn bán nè, hiện tại nè đó, nhìn để mình thấy được là bây giờ là khó khăn ha, khó khăn trăm bề luôn đó. Nhìn nguyên những cái sạp keo bên kia khủng khiếp luôn ha, rồi thạch nè, cá nè, rồi quá trời luôn ở đây ha. Gia đình mình thấy nè, sạp cá quá trời của chị luôn, lội sôi sối luôn, oxy nè, đó là đầy hết luôn nè, rồi gà nè, đủ hết luôn. Nhưng mà bây giờ không biết là khách ở đâu hết trơn này, ở trong thì sạp thịt heo nè. Đó, bên kia thì rau củ đồ chua đó đầy luôn, cả bên đây nữa, bên đây là cá hấp ha, rồi gà vịt nè,
đó, mình thấy đó, tạp hóa có nè, những dãy tạp hóa này rất là lớn luôn ha, rồi rau củ quả, thịt cá, tôm, hải sản coi như đầy hết luôn đó. Thì bây giờ thì mình nhìn được cái hoàn cảnh như thế này đó, riêng dừng lại tại chỗ để gia đình chúng ta cảm nhận là ở đây nãy giờ là bà con có bán được hay không. Nó chạy lướt qua hoài thì không biết là khó cảm nhận ha. Bây giờ thì mình để như thế này thì mình dễ nhìn rồi nè, gia đình chúng ta sẽ nhìn được là nãy giờ thì có ai dừng lại không, chốt hàng cái gì không, rất là chậm luôn ha. Đó, mình thấy đó, cuộc sống bây giờ là buôn bán nhiều khi là sáng dọn ra bán lây lớt được một xíu rồi tới chiều dọn về, cho nên là nhiều khi là cái cuộc sống mưu sinh của bà con ở chợ truyền thống thật sự mà nói cực lắm. Thứ nhất là cái môi trường, gia đình chúng ta thấy nè, nước nè, và ẩm thấp nè, cá mà thấy không, cái môi trường nước nè, tăng nè. Thứ hai nữa là nắng bụi nè, hít thở vô nè, rồi sáng là khuya là phải đi chợ rồi, khuya là đi chợ đầu mối lấy hàng, rồi về là sáng sớm phải bán rồi, khuya rồi bán về là 3-4 giờ là có mặt, 4-5 giờ là có mặt ở chợ bán luôn, rồi bán tới trưa có thể là dọn nghỉ một xíu, hoặc là để luôn tới chiều, thấy là quá trời cực luôn không, làm suốt luôn đó, mà mình thấy là gần như là không đủ sống, bỏ vốn, bỏ công, bỏ sức ra làm rất là cực, đó thì nhìn rất là buồn ha, những cái hoàn cảnh này thì thật sự mà nói thì quá tội cho bà con luôn. Đó, cả nhà mình thấy đó, nãy giờ đi dừng lại cũng khá là lâu rồi, nhưng mà mình thấy đó, những cái tiệm mà tập quá gọi là siêu lớn luôn, tập quá mà không phải một tiệm nữa, một dãy nha, một dãy cái tiệm tập quá nè, siêu lớn luôn nè, rồi rau nè, gà, vịt, cá nè, hải sản, tôm nè, quá trời luôn nè, mình thấy nè, đó, như chất đầy hết trơn luôn đó. Đây là những cái cửa hàng siêu lớn không, đâu phải cửa hàng nhỏ đâu, thấy nè, quá trời luôn thấy không, nhiều cá, hải sản mình thấy là quá đây nè, trùng trùng điệp điệp luôn thấy không, đó thì có giá hết trơn luôn, người ta để đó mình thấy đó, cái nào cũng có giá hết trơn đó. Mà bây giờ thì thật sự mà nói luôn, không bán được, chậm, gần như là không có khách, đó, chỉ có người bán không, không có người mua, quá trời luôn, đi để gia đình chúng ta thấy nè, đó. Rần rần rộ rộ cái này đó, đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Mở ra một cửa hàng quá trời luôn, mà khách thì không có, nhưng mà hàng thì nhập vào rất là nhiều, khiến cho cuộc sống của bà con thì gặp khó khăn ha. Đó, đây nè, cả nhà mình thấy đó, quá trời luôn nè. Đi để mấy lần chúng ta thấy là trùng trùng điệp điệp luôn. Đó thì đi một vòng lớn thì mình nhìn thấy một điều là toàn là đây người bán không, đó, ai ta cũng gọi là bán không à. Mà người mua bây giờ là không biết đi đâu hết trơn rồi đó, những cái sạp cá mình thấy khủng khiếp không, sạp cá bên đường đó, ở khu vực này gọi là dữ dằn luôn, trùng trùng điệp điệp luôn, mà quá trời luôn, vắng vắng đến mức độ luôn. Ri đang đi buổi sáng ha, giờ này là giờ cao điểm rồi, đồng hồ Ri là mới 8:40 thôi đó, giờ này là giờ cao điểm đó. Mà lại vắng chỗ này đây, mình thấy nè, xe tua tơi tả bớt xe lết hết trơn, quá trời mực luôn, thấy không, rất là nhiều ha. Đó, mình thấy được cái cuộc sống mưu sinh buôn bán của bà con tại ngay chợ Hòa Bình, là một trong những cái ngôi chợ lớn và nổi tiếng ngày xưa tới giờ luôn, có những cái mặt hàng mà mình mua những cái chợ khác không có, nhưng qua chợ Hòa Bình mua là có đó, mình thấy đó, bán đủ đồ hết trơn mà. Rồi bây giờ là sao, cuối cuộc là sao, vắng quá trời vắng luôn, tình hình kinh tế gọi là eo xèo luôn ha. Rất tội cho bà con ở khu vực này, kinh doanh bây giờ coi như là quá bết bát luôn. Và clip của em Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.